Chào các bạn, mình đến từ mm.vn và các bạn có thể nhìn thấy hiện tại trên tay mình có hai chiếc điện thoại, đó là chiếc Galaxy Note 8 và chiếc iPhone 7 Plus. Đây là một trong những chiếc điện thoại ở phân khúc với giá là từ 6 đến 8 triệu và cũng rất là nhiều anh em quan tâm, và mình bán hai chiếc máy cũng rất là chạy luôn. Và hiện tại anh em quan tâm là những chiếc máy này nó có hoạt động tốt hay không và nó dùng nó như nào, thì cái đấy nó lan man rất là dài. Khi mà anh em trải nghiệm, để trải nghiệm thực tế cho anh em ấy, thì mình cũng không thể đủ thời gian để mình làm đâu. Ngày hôm nay mình nói thật là anh em mua máy chỉ để chơi game đúng không, thì ngày hôm nay mình sẽ trải nghiệm về vấn đề chơi game của hai chiếc máy này xem nó sẽ là như thế nào. Thì việc đầu tiên thôi, mình cũng đơn giản là mình cài một số game vào đây và mình sẽ load game thử xem chiếc máy nào nó sẽ là load nhanh hơn. Về lý thuyết ấy, thì anh em có thể biết là cấu hình của chiếc Note 8 là rất là cao, và chiếc Note 8 là ra đời sau chiếc iPhone 7 Plus 5. Nó là một flagship của Samsung và số lượng máy của nó bán rất là chạy luôn. Và 7 Plus thì ra trước 1 năm nhưng mà cũng cấu hình của nó cũng tương đối là được. Khi mà chiếc máy này đang sở hữu RAM 6GB và chiếc 7 Plus sở hữu RAM chỉ là 3GB thôi. Nhưng mình sẽ cùng chạy xem là chiếc máy nào load game tốt hơn nha. Bây giờ sẽ là một game mà anh em hay chơi nhất, game là mưa làm gió những thời gian trước, đó là game Temple Run. Một game online cũng khá là thú vị và đồ họa cũng tương đối là buồn cười. Mình sẽ vào luôn nào. Anh em có thể thấy là 7 Plus nó load nhanh hơn một chút, anh em ạ, nó vào luôn trận rồi. Và bây giờ thì mình thử vào xem là bên trong game như nào. Thì chúng ta có thấy, anh em có thể nhìn thấy những cái game mà với cái hình dạng chơi đơn giản như thế này chẳng hạn, thì khi cái màn hình đầy anh em nhìn rất là sướng đúng không? Đấy, nhưng mà tất nhiên là tốc độ load game của chiếc 7 Plus nó vẫn là nhanh hơn. Bây giờ mình chỉ nói tốc độ load game thôi. Còn về vấn đề chơi game chút nữa mình sẽ nói nha. Đó, mình vẫn cứ để nguyên và mình sẽ không thoát đi đâu. Mình sẽ không thoát đa nhiệm đâu, mình sẽ cứ để chạy xem một chiếc máy nào nó sẽ đa nhiệm tốt. Và bây giờ là một cái game mà cũng tương tự như game Temple Run đấy. Đó là cái game Subway Surf. Thì bây giờ mình sẽ thử vào xem nó như nào. Đây nó là một tự game online. Mình vào luôn nhá, anh em có thể chú ý này. Ok. Chúng ta có thể thấy chiếc 7 Plus nó lại load nhanh hơn, Vâng, đây là một trong hai những game nhẹ nhưng mà chiếc iPhone 7 Plus vẫn cứ nhỉnh hơn một chút anh em ạ. Đấy. Thì mình cũng không mất thời gian để mình chơi cái game này làm cái gì cả. Anh em đều biết game này đúng không? Mình sẽ lại thoát ra. Mình lại thoát ra và mình sẽ vào cái game là game Alpha 8. Cái game này thì đồ họa nó tương đối là nặng, với cái dung lượng của game nó tầm khoảng 2GB cơ. Và đua xe cũng thích lắm. Bây giờ mình thử vào thử xem nào nhá. Xem chiếc máy nào lại load nhanh hơn nhá. 7 Plus thắng. Các bạn có thể nhận thấy nhanh nhất khi mà chiếc iPhone 7 Plus đã load xong rồi. Nó load xong rồi, chuẩn bị cho anh em mình chơi rồi. Nhưng mà chiếc Note 8 giờ mới vào anh em ạ. Nó tốc độ load của nó phải nói là chỉ bằng một nửa thôi. Vâng, tất nhiên đấy là tốc độ load thôi nhá. Bây giờ mình sẽ thử một cái game, một cái tựa game mà hầu như anh em nào cầm điện thoại trên tay cũng đã chơi qua. Bản thân mình cũng chơi nhưng mình cũng không giỏi lắm đâu. Đó là cái game PUBG, tài nguyên đồ họa rồi tất cả các thứ cực kỳ là đỉnh cao luôn. Và game này là game online anh em ạ. Bây giờ mình sẽ vào luôn, có mạng mới vào được nhá. Chúng ta có thể nhận thấy rõ ràng là chiếc Note 8 có cái màn hình tràn. Chúng ta có nhìn thấy hình ảnh của nó rất là đẹp. Nhưng mà cái quan trọng là nó vẫn lại load sau chiếc 7 Plus anh em ạ. Nó vẫn load sau luôn. 7 Plus thì vào rồi nhá. Bây giờ Note 8 load xong cái màn hình đầu và bắt đầu load tiếp. Đấy. Note 7, iPhone 7 Plus chúng ta có thể vào trận được rồi. Nhưng mà Note 8 vẫn chưa load xong. Vẫn chưa load xong luôn anh em. Rất là chậm. Tốc độ load chỉ bằng một nửa thôi anh em ạ. Mà ở đây thì mình cũng phải nói với anh em là mình đang kết nối với cùng một mạng. Mình kết nối cùng một mạng chứ không phải hai mạng khác nhau nhá. Giờ nó xong mà trước này nó lót xong từ mùa quýt rồi. Vấn đề là bây giờ là chúng ta cùng nhận thấy rõ ràng một điều là iPhone 7 lướt ra nó trước hẳn một năm, nhưng bây giờ lót game nó vẫn cứ nhanh hơn. Và tất nhiên anh em cũng biết đấy, Note 7 thì đắt hơn iPhone 7 lướt, nó đắt hơn Note 8 một chút anh em ạ. Nó đắt hơn một chút xíu rồi. Đây là cái vấn đề là mình vừa load game Liên Quân Mobile, thì mình nghĩ chắc là nó đã thắng 3 game rồi, thì game Liên Quân Mobile mình cũng chẳng cần thử ở đâu. Và bây giờ mình sẽ cùng trải nghiệm cho các bạn xem là về cái vấn đề chơi game, chiếc máy nào sẽ chơi game thích hơn. Cái này là trải nghiệm thực tế từ bản thân mình chứ không phải là cái mà mình dựa vào lý thuyết nhá. Cái này mình trải nghiệm thực tế bản thân mình luôn. Các bạn có thể nhìn thấy mình là một người có bàn tay rất là to. Và tất nhiên là hai chiếc máy này kích thước là bằng nhau, nhưng mình sẽ cầm chơi game xem chiếc máy nào mình sẽ thích hơn, và đồ họa hay là hình ảnh của chiếc máy nào nó sẽ đẹp hơn, thì mình sẽ đưa ra một cái trải nghiệm thực tế của mình để cho các bạn tham khảo và các bạn chơi xem các bạn có thích không. Thì bây giờ mình sẽ cùng chơi cái game, nó là game Alpha 8, một tựa game offline với đồ họa đua xe cũng tương đối là đẹp luôn.
Thì cái game này nó có hai cái chế độ, đó là cái chế độ đua xe bằng phím hoặc là đua xe bằng cái cảm biến lắc 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 của anh em ấy. Thì bây giờ mình sẽ vào nhá. Anh em có thể nhìn thấy là cái màn hình khởi động ngay ban đầu, mình sẽ vào luôn. Và tất nhiên rồi mình sẽ bật loa của hai chiếc máy này lên để xem là âm thanh các bạn có thể nghe thấy không? Âm thanh của chiếc iPhone 7 Plus rất là to luôn. Đây mình tắt âm thanh xem nào. Âm thanh của chiếc Galaxy Note 8 không có cửa cho cái game này. Có lẽ là loa của chiếc Galaxy Note 8 này kém hơn. Ok, bây giờ mình vào chơi offline nhá. Mình có đua offline thôi chứ mình không đua online được. Đều là một cái cửa giống nhau. Đây, bây giờ là loa của chiếc Note 8. Có thể nhận thấy rõ ràng một điều là màn hình của chiếc Note 8 hiển thị cực kỳ đẹp luôn và nịnh mắt luôn. Nhưng không phải là chiếc iPhone 7 Plus không đẹp đâu anh em. Chiếc iPhone 7 Plus nó trông nó thật hơn. Nó thật hơn. Ai chiếc xe ở trên chiếc Note 8 rất là bóng bẩy luôn. Anh em có thể cảm thấy đua lắc này. Đấy, mình sẽ chèn chiếc xe này. Vâng, nó đã bị mình hạ gục. Vâng, tất nhiên là một siêu phẩm, một flagship một thời của Samsung mà. Đua xe rất là thích luôn. Ok, mình sẽ nhặt chiếc iPhone 7 Plus lên xem như nào nhá. Và một điều mình thích ở chiếc 7 Plus này là cái màu sắc của nó rất là thật. Nó không mang tính ảo diệu quá. Và cái màu sắc này thì cảm giác như anh em có thể nhìn thấy ở ngoài đời ấy. Nó không quá là bóng bẩy như chiếc Galaxy Note 8. Và bản thân mình thì mình thích cái màu sắc của chiếc iPhone 7 Plus hơn. Nhưng mà khi mà hiển thị màn hình để chơi cái game này, bởi vì cái game này anh em chắc không phải thao tác nhiều trên bàn phím ấy, trên màn hình ấy, thì lắc cái game này nó không đầy màn hình như chiếc Note 8, thì cái game này mình lắc mình không cảm thấy sướng. Đó là game iPhone 8 thì cá nhân mình thì mình đánh giá là chơi trên Note 8 thích hơn, đua xe trên Note 8 thích hơn anh em ạ. Màu sắc rất là sặc sỡ và bóng bẩy. Màu sắc màn hình thì mình thích iPhone 7 Plus hơn. Nhưng mà cảm giác chơi game thì mình thích cái màn hình đầy như này. Đấy là chơi một tựa game mà không cần dùng phím. Vâng, thì mình thử một tựa game cần dùng phím xem nó sẽ như nào. Đấy đó là game PUBG anh em nhá. Đây, ở đây thì mình đã vào sẵn rồi. Bây giờ mình chạy đăng nhiệm cả đống luôn. Nhưng mà mình vào chơi game cũng chẳng có lag giật gì cả. Đấy là game Alpha 8. Thì thực tế mà nói là game Alpha 8 đồ họa rất là mạnh. Tài nguyên rất là nhiều, khoảng 2GB. Nhưng mà thực tế là anh em dùng cái máy RAM khoảng 2GB anh em đã chơi rồi. Trong khi đó thì iPhone 7 Plus là RAM là 3GB. Mà RAM của 3GB của 7 Plus ấy, thì nó so với con Android thì nó phải tầm vào RAM 6GB cơ. Vâng, thì Note 8 chúng ta là RAM 6GB đúng không? Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ vào thử game xem là như nào nhá. Thì ở đây mình dùng là tài khoản khách thôi, toàn là mới hoàn toàn. Mình sẽ cùng vào, chúng ta sẽ cùng xem là cái mức đồ họa mình chỉnh là như nào nhá. Thì ở đây là đồ họa là mình chỉnh của chiếc Galaxy Note 8. Ở cái mục là tốc độ khung hình sẽ là chỉnh ở mức cao. Và cái mục đồ họa thì Note 8 không chỉnh được HDR. Ở cái này thì mình hơi thấy hơi lạ. Không biết là có phải do bản ROM hay là do cái game này không. Nhưng mà chiếc Note 8 mà chạy, chiếc Note 8 này mình chạy Android 9 nhá. Chiếc Note 8 của mình thì mình chạy Android 8 thì mình chơi được HDR. Mà chiếc Note 8 này mình không vào HDR anh em ạ. Vâng, mình sẽ để cho đội phim ảnh luôn. Ok, đồ họa là như thế là cũng ở mức trung bình thôi. Bắt đầu. Còn chiếc iPhone 7 Plus này, mình sẽ để đồ họa được ở mức HDR. Tất nhiên rồi, cao hơn HD mà. Và mình cũng sẽ để cho đội phim ảnh của mình vào luôn. Ok, bắt đầu chơi đi. Vâng, chiếc Galaxy Note 8 nó lắp vào bên trong rồi. Bây giờ mình sẽ bật âm thanh của chiếc 7 Plus lên nhá. Để xem là âm thanh nó sống động như thế nào. Tắt chiếc Note 8 này nào. Đó, anh em có thể xem này. Cái màu sắc, cái hiển thị của chiếc 7 Plus nó khá là trung thực. Nhưng mà mình thích cái sặc sỡ của Note 8 hơn và đầy màn hình này hơn. Tay mình to mà thì mình cảm tưởng đầy này thích hơn. Nhưng mà cái vấn đề ở đây ấy là chúng ta đang chơi vào game một nút bấm trong màn hình. Khi mà chúng ta để cái tay vào đây để chúng ta bấm đúng không? Đó thì cảm giác là cái ngón tay này nó chơi nhiều nó hơi mỏi này. Đó, anh em có thể nhìn thấy này. Nhưng mà khi ở trên chiếc iPhone 7 Plus thì nó trôi hẳn vào đây rồi. Thì cái tay của mình nó xa hơn như này. Thì mình cảm thấy nó đỡ mỏi hơn. Và tất nhiên rồi, cảm giác chơi vẫn thích hơn. Bây giờ iPhone Note 8 chúng ta đã vào bên trong để nhảy dù rồi. Mình sẽ không theo ai hết, mình tự nhảy.
Đó, tắt cái âm thanh thôi mà. Xem chiếc Note 8 này. Loa của nó hơi bé các bạn ạ. Loa bé lắm. Ok, mình nhảy nhá. Mình sẽ nhảy xuống cái khu kia, không biết gặp ông nào bắn luôn hay không. À, mình chơi và mình cảm nhận được Galaxy Note 8 nó không hề giật một chút nào cả. Khi mà đã rất là nhiều lần mình trải nghiệm với game này ấy, như ở trên chiếc một số chiếc mà chiếc điện thoại phải sử dụng chip Snapdragon 730 ấy, thì nó vẫn có hơi giật một chút, hơi giật một chút. Nhưng mà trên chiếc Note 8 này thì đây là sản phẩm của Hàn Quốc và sử dụng chip CPU là Exynos anh em nhé. Đồ họa là ở mức độ trung bình thôi chứ không được như chip Snapdragon của những chiếc máy của Mỹ hay của Nhật Bản. Nhưng mà cũng tương đối là ok, mình cảm thấy là chiếc này nó cũng tương đương với một chiếc điện thoại sử dụng chip Snapdragon 835 thôi anh em nhé. Mà hiện tại bây giờ là 855 Plus rồi. Đấy thì mình cũng không thể thấy nó giật tí nào luôn anh em ạ. Cũng khá là mượt. Và chơi game ở trên cái bàn phím, à cái màn hình lớn như này, phải co tay vào thì hơi mỏ tay một chút. Cái điều đấy là mình cảm thấy năn thôi. Chứ màn hình của chiếc máy này thì mình cảm thấy thích hơn. Rất là sặc sỡ, rất là màu sắc, rất là đẹp. Ok ok, bây giờ là chiếc cầm 7 Plus này xem như thế nào. Mình nghe tiếng súng, từ từ bắn nó, giết nó xem như nào. Đâu rồi, mày ở đâu? Tìm và diệt. Có thể nhìn rất xa, đây có hai tên. Mình sẽ chạy ra mình giết luôn. Chết luôn. Đó, anh có thể thấy không? Chơi rất là mượt luôn, không giật đâu. Thôi chơi trên iPhone 7 Plus xem nào. Thôi chết rồi, chưa kịp bị trả súng mà đã nghe tiếng súng bên cạnh anh em ạ. Đấm chết luôn. Một cái vấn đề là anh em có thể nhận thấy là tất nhiên rồi, chiếc iPhone 7 Plus nó không hề giật một tí nào luôn. Và mình cảm thấy đồ họa nó rất là thật. Đây mình sẽ đấm chết thằng này luôn để cướp khẩu súng. Thằng này nó bắn mình anh em ạ. Sao ngu thế? Ô. Này chắc là bot máy đánh rốt như bò. Cầm súng mà mình bị đấm nó chết anh em ạ. Anh em có thể nhìn thấy những cái nền cỏ hay là những cái màu sắc của súng và ấy thì trên chiếc 7 Plus nó nhìn rất là rõ ràng luôn. Và cảm giác của mình chơi nó đúng là chiến trường. Nhưng mà khi mình chơi trên chiếc iPhone chiếc Note 8 này thì cảm giác đây là một cái bộ phim. Nó không mang tính thực tế cho lắm bởi vì cái màu sắc của nó rất là tươi. Mình thấy thì màu sắc nó nịnh mắt và đẹp, màn hình lớn nhìn tràn cũng thích, cho những anh em mà thích trải nghiệm cái sự đẹp mắt, nịnh mắt. Nhưng mà nếu anh em nào thích trải nghiệm thực tế ở trên game ấy, mà nói chung là game nó riêng là game PUBG ấy, thì anh em nên chọn chiếc iPhone 7 Plus này nhé. Thứ nhất là về tốc độ load game của nó cũng rất là tuyệt vời, thứ hai là chơi game cảm thấy rất là trung thực, và tất nhiên là phím bấm nó không bị mỏi tay, cái quan trọng là như vậy luôn. Đó thì cũng đơn giản thôi, mình làm một clip ngắn để mình chia sẻ với anh em hai chiếc máy mà anh em rất là quan tâm trong khung giá. Riêng về vấn đề chơi game ấy thì anh em có thể nhận thấy iPhone 7 Plus luôn luôn load game nhanh hơn chiếc Galaxy Note 8. Cái điều này cũng không thể thể nào mà đổ trên chiếc Note 8 là cái hiệu năng kém hơn. Bởi vì sao? Bởi vì hệ điều hành iOS mà.
Và những ứng dụng viết hệ đàng ES là những cái thứ mà nó dành riêng cho iPhone và không một chiếc máy nào nó có cả. Mà khi trên nó, chiếc Galaxy Note 8 sử dụng hệ đàng Android là một hệ đàng riêng của Google và được cài trên những chiếc máy của Samsung. Thì những cái game ấy, game nó được dùng chung trên tất cả chiếc máy khác nữa. Thành ra là về cái tốc độ loát của những chiếc Android này nó không hề thể bằng thể nào bằng được chiếc iOS, nhưng mà mặc dù hiệu năng nó rất là cao hơn. Và khi mình chơi game thực tế ấy, thì các bạn có thể thấy là trên màn hình to và chúng ta chơi những cái game mà không cần dùng nút ấy, những game mà chỉ cần dùng cảm biến hay là những game dùng nút mà có thể chỉnh được như PUBG có thể chỉnh sâu vào trong được ấy, thì chiếc Galaxy Note 8 này ấy, chúng ta chơi game mới cảm giác sướng tay hơn một chút, sướng mắt hơn một chút bởi màn hình lớn mà. Trên chiếc Galaxy, chiếc iPhone 7 Plus này thì chơi game PUBG ấy, thì anh em có thể nhận thấy cái vấn đề là anh em bấm tay là ok rồi. Vấn đề là anh em, nếu mà anh em cảm giác không thích định mắt và cảm giác muốn cái màn hình nó to hơn thì anh em sẽ không cảm thấy thích đâu. Mình chỉ thích cái vấn đề mà anh em load game và xử lý phần mềm trên chiếc máy này sẽ tốt hơn thôi. Đấy là vấn đề chơi game. Còn mình sẽ ngoài lề một chút cho cái vấn đề sử dụng cho anh em. Thì cá nhân mình thì mình hiện tại đang dùng Galaxy Note 8 và mình rất là thích chiếc Note 8 này ở vấn đề một cái việc ấy. Đó là cái việc là chúng ta có thể giao tiếp dữ liệu rất là dễ luôn. Hay làm những ứng dụng văn phòng cũng cực kỳ tiện. Ví dụ như trường hợp mà mình có phim JAV và mình xem ấy, thì trên chiếc iPhone 7 Plus này thì mình muốn copy vào nó khó lắm. Mà copy vào để giấu thì được, mình làm hơi khó. Chứ mình không giấu được, bạn bè mình nó mở xem thì chết dở. Còn nên trên chiếc Note 8 này thì mình copy phim vào Full HD hay như nào mình copy thoải mái luôn. Và tất nhiên là đuôi nào mình cũng xem được, đuôi M4 này, đuôi AVI này, đuôi MPK, KV này. Tất cả những đuôi đấy mình đều xem luôn. Hay là nhạc thì trên chiếc iPhone này thì mình copy một cái bản nhạc lốc nét và chẳng hạn. Thì đấy là bản nhạc chất lượng cao, bản nhạc mà anh em có thể cảm giác tương đương với đĩa CD ấy. Thì trên chiếc này anh em phải cài cái phần mềm là Flux Plus thì mình mới nghe được. Chứ nếu mà mình nghe bằng cái phần mềm của điện thoại thì mình không nghe được đâu. Nhưng trên chiếc máy này chúng ta có một cái nhạc flat và chúng ta nghe nhạc lốc đét là chúng ta nghe thoải mái luôn, nghe bình thường luôn. Đấy là cái mình thích ở chiếc Galaxy Note 8 này. Nhưng mà vấn đề chơi game về lâu về dài thì chúng ta nên chọn iPhone 7 Plus nhé. Nhưng mà tất nhiên rồi, iPhone 7 Plus thì giá nó sẽ cao hơn. Bây giờ nó bên mình bán hiện tại nó rơi vào tầm khoảng hơn 7 triệu. Còn chiếc máy này mình bán full tất cả nữa thì nó cũng chỉ đến 7 triệu thôi anh em ạ. Đó, anh em xem mà anh em cảm thấy thiếu sót hay là cảm thấy nó nhàm nhàm thì anh em cứ comment cho mình nhé. Còn anh em cảm thấy hay thì chia sẻ cho mọi người xem. Nếu anh em thích cái kênh của mình thì anh em cứ subscribe. Mình sẽ đưa ra một số clip mà anh em yêu cầu. Anh em mình muốn trải nghiệm con này và con iPhone 8 Plus hay muốn trải nghiệm Note 10 với iPhone 7 Plus, mình cứ comment nhiều mình sẽ làm hết. Cảm ơn anh em nhé, chào tạm biệt anh em, hẹn anh em trong clip lần sau.